20. Nhất tiễn song điêu. Một mũi tên trúng hai đích. Nhất tiễn song điêu là câu nói trích từ tập Bắc Sử. Trường Tôn Thành chuyện kể rằng có hai con đại bàng tranh nhau miếng mồi. Trường Tôn Thành dương cung bắn một mũi tên mà trúng cả hai con đại bàng to, hung dữ. Điều đó chứng tỏ tài bắn cung bách phát bách trúng của ông. Người đời sau đã dùng kế này, một mũi tên mà trúng hai đích. Còn có một câu khác đồng nghĩa với nó là nhất thạch nhị ô, có nghĩa là ném một viên đá mà chết hai con quạ. Giả Hậu mượn chiếu thư thực hiện mục đích cầu mình, một tên trúng ba đích. Tấn Huệ Đế Hoàng hậu Giả Thị trong lòng suy tính một diệu kế để đối phó lại Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng, Thái Bảo Vệ Hoan. Hơn nữa sinh lực của Sở Vương Tư Mã Vĩ đang mạnh, làm việc quyết toán, uy lực hùng mạnh cũng là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện tham vọng làm nhiếp chính của bà. Khi bà biết được mâu thuẫn gay gắt giữa Tư Mã với Vệ Hoan và Tư Mã Lượng thì biết rõ nên dùng kế gì để đối phó với bọn họ. Hai tên vô đạo thân tín của Tư Mã Vĩ là Trường Sử Công Tôn Hồng và Kỳ Thành mượn danh Tư Mã Vĩ đến tố cáo với Giả Hậu về mưu đồ làm loạn của Tư Mã Lượng và Vệ Hoan. Thật đúng là cơ hội hiếm có của Giả Hậu, bà liền hối thúc Huệ Đế xuống chỉ cho Sở Vương, lập tức cử hắn cùng binh sĩ đi tiễu trừ Tư Mã Lượng và Vệ Hoan để dẹp loạn, trừ tai họa. Tư Mã Vĩ chẳng biết thật giả ra sao nhưng lệnh vua thì không dám không theo. Hơn nữa hắn đối với hai tên này thực sự có ác cảm, thế là chỉ 3721 ngày đã giết được Tư Mã Lượng cùng Vệ Hoan. Nhờ có ý chỉ trên chiếu thư của hoàng đế nên Tư Mã Vĩ không gặp phải sự chống đối của tướng sĩ dưới quyền Nhữ Nam Vương và Thái Bảo, hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Song có một điều hắn không ngờ tới rằng, một khi Tư Mã Lượng và Vệ Hoan chết đi thì hắn cũng không bảo toàn được tính mạng. Lúc đó, một luật định rằng bất kể là ai, với mục đích gì mà giả mượn chiếu thư của hoàng đế đều bị khép vào tội chết. Giả Hậu liền lợi dụng luật định đó đẩy Tư Mã Vĩ vào đường cùng. Sau khi Giả Hậu lợi dụng luật đó không được thì xuất đầu lộ diện, đã có người thay bà bí mật bàn với Huệ Đế, xử lý việc Tư Mã Vĩ mượn chiếu thư giết hại Tư Mã Lượng, cha con Vệ Hoan một cách thỏa đáng khiến đầu của Tư Mã Vĩ không còn ở trên cổ nữa. Hiệu quả của quảng cáo. Khi đưa ra thị trường loại hàng mới, vấn đề mà nhà sản xuất lo lắng nhất là làm sao cho sản phẩm của mình vượt xa các sản phẩm khác đang cạnh tranh trên thị trường. Nếu chất lượng và giá cả sản phẩm đều được khách hàng chấp nhận so với mặt hàng khác thì không cần thiết phải quảng cáo những mặt tốt của sản phẩm. Nhưng nếu sản phẩm đó chỉ có chất lượng tương đối, việc tiêu thụ còn chậm thì chắc chắn họ phải làm mọi cách khiến khách hàng muốn mua sản phẩm đó. Một trong những bí quyết đó là quảng cáo. Nếu về chất lượng, sản phẩm mới đó tốt không kém thì họ có xu hướng thiên về quảng cáo cho có không khí hoặc hài hước để gây ấn tượng với mọi người. Hoặc cũng có thể quảng cáo dối mắt nhưng vẫn khiến người ta nhận thấy ý chính của nó. Quảng cáo đương nhiên không phải để lừa mọi người mà mục đích chính là khiến mọi người quan tâm tới sản phẩm đó hơn. Ở Mỹ, hàng loạt quảng cáo rất thành công. Có một loại thuốc chuyên trị các bệnh đường ruột tên là Ocaloza. Đó chỉ là cái tên, còn về lý mà nói, người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến chất lượng. Nhưng có điều lạ là người quảng cáo chỉ vẻn vẹn có một câu, các bạn hãy nghe âm thanh sau phù. Phù, phù. Câu này không hề giới thiệu tác dụng của thuốc mà chỉ quảng cáo âm thanh của viên thuốc khi được hòa vào trong nước. Điều này đương nhiên khiến mọi người sửng sốt. Tuy âm thanh đó không liên quan tới tác dụng của thuốc song nó vẫn khiến người ta cho là tốt, điều này rất có ý nghĩa. Đúng ra mà nói, thuốc tốt hay không phải dùng mới biết nhưng âm thanh hòa tan trong nước của viên thuốc lại khiến người tiêu dùng có cảm giác đó là chất lượng thực sự. Xét cho cùng, chúng ta vẫn thường gặp loại quảng cáo tương tự như vậy. Ví dụ loại quảng cáo trên vô tuyến về nước giải khát, ta có thể nghe thấy âm thanh ừng ực do người uống phát ra. Rõ ràng người tiêu dùng không nắm được sự khác nhau giữa chất lượng hàng trên thực tế và quảng cáo, chỉ biết rằng họ đã bị kích thích và muốn đặt mua thứ hàng đó. Quảng cáo kiểu chỉ nghe âm thanh trên vô tuyến không phải là nhảm nhí mà thực sự rất thông minh. Cách ngôn thương trường. Tuy chất lượng sản phẩm như nhau nhưng nếu được nghe thêm âm thanh của nó, người ta nhất định sẽ xác nhận bằng cảm giác về chất lượng của mặt hàng đó.